các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Channel. Hôm nay tôi đem đến cho các bạn một mẫu đồng hồ vô cùng quen thuộc nhưng không kém phần đặc biệt. Ngay trên tay tôi đây, phần lớn các bạn đều dễ dàng được nhận ra được mẫu đồng hồ Rolex Daydate vô cùng nổi tiếng. Chiếc đồng hồ này có mã hiệu là Rolex Daydate 228239-0055. Gia Bảo Channel cũng đã thực hiện những video review rất chi tiết về các mẫu đồng hồ của bộ sưu tập Daydate trước nay. Nên khi thực hiện video này, tôi sẽ không đi vào quá chi tiết. Thay vào đó, tôi muốn đem đến cho các bạn một góc nhìn khác đầy mới mẻ và vô cùng thú vị về chiếc đồng hồ này. Đầu tiên, để nói qua một chút, thì Rolex là một thương hiệu vô cùng thành công trong việc giữ gìn và phát triển được ADN trên các thiết kế của mình. Hiện tại, khó có thể bình chọn được đâu là mẫu đồng hồ mang tính biểu tượng của Rolex. Có người thì cho rằng là Submariner, có người thì cho rằng là Daydate. Nhưng bộ sưu tập được các nhà doanh nhân trên thế giới yêu thích hơn, từ các vị tổng thống, các nhà chính trị gia hay đến các doanh nhân thành đạt, chính là mẫu đồng hồ Rolex Daydate. Với một thiết kế rất kinh điển và không có sự thay đổi nào đáng kể từ lúc ra mắt vào năm 1957 cho đến mẫu đồng hồ mới nhất vào năm 2018, để giữ được sức hút đến đại chúng và tránh được sự nhàm chán, thì Rolex đã tập trung vào việc phát triển, chủ yếu là về chất liệu, nâng cấp bộ máy bên trong và đặc biệt là sự đa dạng trong thiết kế của mặt số. Và đó cũng là một trong các yếu tố quan trọng nhất trong việc lựa chọn chiếc đồng hồ của khách hàng. Mẫu đồng hồ Rolex Daydate của chúng ta có kích thước vỏ lên đến 40mm. Toàn bộ vỏ dây được làm từ vàng trắng 18 carat. Thiết kế vỏ Euter cứng cáp, độ chống nước ưu việt. Vành bezel khắc khía, kiểu dáng dây President chỉ xuất hiện trên các dòng vàng khối. Đến các kim chỉ giờ cũng đều được làm từ vàng trắng 18 carat đồng bộ với bộ vỏ. Và cuối cùng, các cọc số kim cương thiên nhiên theo dạng cắt Margaret được đặt trên một mặt số đá thiên thạch. Đây chính là điểm nhấn chính của chiếc đồng hồ này. Những cái gì tinh túy nhất, giá trị nhất từ vàng, kim cương đều làm nền và tô điểm lên cho một cái mặt số siêu việt này. Về đầu tiên, đá thiên thạch là gì? Đá thiên thạch là một vật liệu tự nhiên từ ngoài không gian và tác động lên bề mặt trái đất. Có rất nhiều loại đá thiên thạch khác nhau được phát hiện trên thế giới. Loại đá thiên thạch được Rolex sử dụng được phát hiện tại thị trấn Gibeon ở Nam Bilien đã rơi xuống trái đất từ thời tiền sử. Viên thiên thạch này được đặt tên theo địa danh Gibeon khi va chạm với trái đất đã bị vỡ vụn và phân tán ra một vùng rộng lớn dài 275 km và rộng gần 100 km. Những người tiền sử ở khu vực này đã sử dụng những mảnh vỡ này để chế tác nên công cụ đơn giản giúp ích cho việc săn bắn và hái lượm. Tới năm 1838, nhà thám hiểm người Anh James Edward Edison đã tìm đến khu vực này và ông đã gửi một mẫu đá về London để kiểm tra và xác nhận rằng những viên đá này đều có nguồn gốc từ vũ trụ bằng phương pháp phóng xạ carbon. Các nhà khoa học đã xác nhận khối thiên thạch này được hình thành từ hơn 4 tỷ năm trước, gần với thời gian hình thành trái đất, gồm những các tinh thể kim loại phức tạp của hợp kim sắt, nickel, titanium và zirconium. Rolex rất yêu thích những đường vân thiên thạch Gibeon. Các đường vân này có tên gọi là Wiseman Titan. Để tạo nên được những đường vân tinh thể đẹp đến như vậy thì nhờ vào quá trình nguội đi của kim loại trong một thời gian rất lâu, chỉ một vài độ mỗi 1 triệu năm. Rolex đã rất yêu thích và cuối cùng quyết định đưa những đường vân Wiseman Titan lên mặt số của mình. Họ xử lý chất liệu này bằng một loại axit đặc biệt giúp cho những đường vân trở nên nổi bật hơn nữa. Tuy nhiên, đến ngày nay, đất nước Nam Bilien đã ra đạo luật cấm việc thu thập những viên đá thiên thạch Gibeon. Do đó, những chiếc Rolex mặt số thiên thạch cũng chỉ được sản xuất với số lượng vô cùng hạn chế. Các bạn có thể tìm được những phiên bản mặt số thiên thạch trên các dòng của nam giới như dòng Daydate 36mm với đầy đủ chất liệu từ vàng, vàng hồng, vàng trắng, platinum. Còn trên dòng Daydate 40 thì chúng ta mới chỉ có mặt số thiên thạch trên chất liệu vàng trắng và platinum. Ngoài ra thì bạn có thể tìm được mặt số thiên thạch trên phiên bản Daytona trên bộ vỏ sử dụng chất liệu vàng trắng có mã hiệu là 116509. Với các mẫu dành cho nữ thì Rolex khá ưu ái hơn. Ngoài các mẫu Desert sử dụng những vật liệu quý như vàng thì Rolex còn trang bị mặt số thiên thạch cho những cái bản sử dụng chất liệu vỏ thép và đờ mi. Quay trở lại với chiếc đồng hồ Rolex Daydate 228239 của chúng ta thì chiếc đồng hồ này được ra mắt lần đầu tiên tại Bajagua vào năm 2018. Có một đặc điểm chung là các mẫu được giới thiệu vào năm 2018 đều có một logo Rolex
nằm ngay giữa dòng chữ sweet mate ở góc 6 giờ. Các bạn có thể dùng được điểm này để phân biệt được đâu là những cái mẫu đồng hồ mới nhất được ra mắt một năm nay. Nhìn vào mặt số, chúng ta có thể thấy được các cái đường vân Wiseman Titan vô cùng đẹp mắt, chủ yếu là các mặt vân xước đan chéo một cách vô cùng ngẫu nhiên và không có một vân nào giống như vân nào cả. Bề mặt này được xử lý hoàn hảo, khó có thể chê được điểm nào. Theo ý kiến cá nhân của tôi thì mặt số thiên thạch đã làm cho chiếc Daydate này đẹp hơn rất là nhiều. Chúng ta đều biết rằng Rolex thì sử dụng những vật liệu tốt nhất cho sản phẩm của mình, đặc biệt với những dòng cao cấp như Daydate, và chính điều này càng làm tăng giá trị của thương hiệu Rolex hơn, khiến cái tên này càng ngày càng nổi tiếng. Vận hành trong chiếc đồng hồ này là cỗ máy 3255 quen thuộc trên dòng Daydate 40. Cỗ máy này vô cùng bền bỉ với khả năng chống sốc và chống từ rất cao, đạt chứng chỉ Superlative Chronometer của Rolex. Bộ máy này cung cấp năng lượng dự trữ lên đến 3 ngày. Đây là một mức năng lượng dự trữ theo tôi là khá thoải mái với một chiếc đồng hồ automatic. Ngay sau đây, tôi sẽ lên tay chiếc đồng hồ này. Trên tay tôi đây chính là chiếc đồng hồ Rolex Daydate 228239 với một cổ tay chỉ 15 cm, nhưng tôi vẫn có thể đeo được chiếc đồng hồ này bởi vì cổ tay tôi khá là dẹt. Nhưng với một kích thước cổ tay từ 16mm trở lên thì sẽ là đẹp nhất với chiếc đồng hồ có kích thước 40mm này. Điều đặc biệt nhất mà tôi thích chính là cái bộ dây Blancidon với 3 hàng mắt, với 2 bàng hai bên là sức mờ và hàng ở giữa là độ đánh bóng. Một điểm đặc biệt nữa chính là khóa của chiếc đồng hồ này. Với cơ chế giấu khóa ở trong, chúng ta có thể được bộ khóa vô cùng tuyệt đẹp so với phiên bản sử dụng dây Reuter. Chiếc đồng hồ Rolex 228239 đang có mức giá niêm yết lên đến 46.750 USD. Và đến với Gia Bảo Luxury, các bạn sẽ nhận được mức giá ưu đãi nhất. Hãy cùng đến với địa chỉ của Gia Bảo để trực tiếp trải nghiệm mẫu đồng hồ này